lại với kênh của nhà anh Music. Và thật may mắn là hôm nay thì cây đàn Tamura 3000 còn lại đã về và cũng vừa kịp chúng ta review cây đàn cuối cùng trong bộ series Tamura của nhà anh Music. Và ở video trước thì em đã review cây đàn Tamura 3000 này. Và ở video trước thì em quên nói đây là một cây đàn full solid. Trong video trước thì chúng ta còn những nội dung như là việc hai cây đàn này được giảm giá, một cây giảm 1 triệu, một cây giảm 2 triệu. Nếu có ai hứng thú thì quay lại xem video đấy ạ. Còn hôm nay thì em sẽ xin phép tập trung vào cây đàn Tamura 3000 mới về này thôi. Và không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây em sẽ bắt đầu phần review. Và chúng ta sẽ đi từ case cứng của em đàn này. Tuy là case của em Tamura 3000 lần trước cũng rất xịn, nhưng mà cây này thì còn vừa dày hơn, vừa cứng cáp hơn và còn to hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review phần đàn. Bắt đầu là phần tem đàn. Cái Tamura 3000 full solid. Mặt tốp em này thì có vài vết cấn nhẹ. Và nhìn chung là màu sắc và ngoại hình tổng thể thì vẫn rất là đẹp rồi. Hai bên hông, màu gỗ của em này cũng tươi hơn so với cây Tamura 3000 trước. Và điểm nhấn thực sự là ở phần mặt lưng. Và mặc dù vân gỗ của cây đàn trước ở phần mặt lưng cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà so với cây đàn này thì vẫn còn thua nhiều phần. Từ sự hòa phối màu sắc cho đến vân gỗ, nó cực kỳ đẹp và rất đẳng cấp. Phần gót cần đàn, liên lạc. Cần đàn có chỉ cần. Trên cần đàn thì có một vết xước rất nhẹ. Đầu cần. Và em cũng không cần phải nói quá nhiều về bộ khóa quá đẹp của Tamura nữa rồi. Rất độc đáo, cũng rất là sang. Cuối cùng là xin phép đo action cũng như thử tiếng. Thì action cái đàn này thì như em đã nói, với những cây Tamura thì đều là khá là cao. Tuy nhiên là do ở đầu cần thì ngựa vẫn còn cao, và em này thì ngựa còn giảm được nhiều hơn so với cây Tamura 3000 trước. Và vì đây là một cây đàn rất tuyệt vời nên là em đã bỏ cả bộ dây cũ và thay một bộ dây Sarret mới vào để thật sự nghe được ra âm thanh của cây đàn tuyệt vời này. Và cuối cùng em xin phép phần review tiếng. Đàn với gỗ chất lượng cao như vậy thì đương nhiên là âm thanh phát ra cũng nghe phải là rất đã tai rồi. Âm trầm nghe rất dày và cảm giác là khi nghe thì cảm giác nó rất đầy đặn. Âm cao thì cũng rất bay bổng và rất sáng. Tổng kết hợp lại tạo ra âm thanh của cây đàn chất lượng cao classic như vậy. Và giá cây đàn này bao gồm cả giá của case cứng
Giá ship thì hoàn toàn miễn phí, free ship rồi. Cũng như là một chiếc bóng gẩy chính hãng Nhật Bản. Tổng sẽ là 52 triệu. Và dây của em này cũng là bộ dây mới, bộ dây Samret em đã thay vào rồi. Và đó là kết thúc của phần review ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thấy có hứng thú với cây đàn này hay bất cứ cây đàn nào mà em đã review ở những video lần trước, có thể nhắn tin cho Zalo của Thánh Music để em tư vấn thêm. Và hẹn gặp mọi người ở những video review đàn tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã xem. Xin chào tất cả mọi người.